Liên quan đến vụ cháy rừng từ huyện Thanh Chương lan sang huyện Nam Đàn, cơ quan công an đã mời 4 người có liên quan lên làm việc. Trong đó thì có những người được thuê đốt thực bì dẫn tới cháy rừng. Thông tin ban đầu vào ngày 30 tháng 4, ông Văn Đình Nam trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. Sau khi thu hoạch cây keo đã thuê người dọn thực bì, đốt lửa gây ra vụ cháy rừng. Trước đó, cơ quan công an đã mời 3 người được thuê đốt thực bì và chủ rừng sản xuất lên làm việc. Vào chiều ngày 30 tháng 4 đã bất ngờ xuất hiện một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng thuộc địa bàn của xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng huyện Thanh Chương đã huy động để dập lửa. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô, gió Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy lan sang các cánh rừng thuộc địa bàn của xã Nam Thái và gần đền vua Mai Hắc Đế thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đến đêm ngày 30 tháng 4, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhưng vào sáng ngày 1 tháng 5, một số nơi lửa bùng phát trở lại. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục được huy động để dập lửa và ngăn chặn đám cháy lan rộng. Đến hơn 10 giờ mới dập tắt được các đám cháy rừng. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 8,5 ha rừng, chủ yếu là cây bổi vọt, lau lách, cỏ và diện tích rừng bạch đàn, keo, thông bị cháy vào khoảng 1,5 ha. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy rừng để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 5, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa giông lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến một người tử vong và gần 600 ngôi nhà bị hư hại. Nạn nhân người đàn ông, 45 tuổi, ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã tử vong do bị sét đánh. Bên cạnh đó, thì nhà bị tốc mái, hư hại tập trung chủ yếu ở Bắc Cạn, gồm 280 ngôi nhà, và Lào Cai, 230 ngôi nhà, và một số địa phương khác. Mưa dông cũng đã khiến hơn 100 hecta lúa hoa màu bị đổ, một trường học và hai nhà văn hóa bị hư hại. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên cũng xảy ra mưa dông. Chính quyền các tỉnh, địa phương đang khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 19 giờ ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5, tại Yên Phong của Hà Giang có lượng mưa hơn 60mm, tại Dương Quang của Bắc Cạn mưa gần 60mm. Nguyên nhân do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở trên 1.500 mét. Cơ quan khí tượng dự báo trong chiều và đêm nay, mưa dông với lượng phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bộ Chỉ huy Biên phòng của tỉnh Nam Định vừa cho biết, lực lượng vừa phối hợp với các đơn vị cứu nạn thành công một tàu chở xi măng gặp nạn ở trên biển tại vị trí cách cửa Ba Lạt của Nam Định khoảng 7 hải lý về phía Tây Nam. Vào 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định nhận được báo cáo của đồn biên phòng Quất Lâm về việc tàu Sunrise 268, số đăng ký HP 5928 chở 3.200 tấn xi măng hành trình từ Hải Dương đi Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trên phương tiện có 10 thuyền viên, khi cách cửa Ba Lạt khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam thì bị mắc cạn. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã chỉ đạo đồn biên phòng Quất Lâm cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng ra cứu nạn. Do mắc cạn mực nước thấp, các tàu cứu nạn không thể tiếp cận, phải đến 16 giờ 30 phút, cán bộ đồn biên phòng Quất Lâm trên hai tàu cá của ngư dân mới cứu được 10 thuyền viên bị nạn trên tàu cá. Tàu Sunrise 268 gặp nạn thì tôi rất là may mắn và hạnh phúc khi được bà con ngư dân và các đồng chí cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quất Lâm đã hỗ trợ cứu vớt và anh em thuyền viên chúng tôi an toàn để đưa vào bờ. Thay mặt cho anh em thuyền viên trên tàu Sunrise 268, tôi xin chân thành cảm ơn bà con ngư dân cũng như toàn bộ các đồng chí cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Quất Lâm. Sau khi nhận được tin báo tàu HP 5928 bị chìm đắm tại khu vực đuôi Cồn Lu, đơn vị đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy. Đơn vị đã trưng dụng hai tàu cá của ngư dân phối hợp cùng với ngư dân tổ chức ra cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên trong lúc cứu hộ cứu nạn, do điều kiện sóng to gió lớn đã gặp nhiều khó khăn, đơn vị đã tổ chức khắc phục các khó khăn cùng với ngư dân tổ chức cứu thành công 4 thuyền viên. Và hiện tại đã đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn, hiện tại sức khỏe đảm bảo ổn định.
Sau đó, 6 thuyền viên trên tàu HP-5928 được cán bộ đồn biên phòng Quất Lâm bàn giao cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Hàng hải khu vực 1, đưa lên tàu về Hải Phòng. 4 thuyền viên trên tàu HP-5928 được cán bộ đồn biên phòng Quất Lâm trên tàu cá đưa vào trạm kiểm soát biên phòng cống số 9 đồn biên phòng Quất Lâm, đảm bảo an toàn, sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã chỉ đạo đồn biên phòng Quất Lâm liên hệ với chủ phương tiện để có phương án khắc phục và trục vớt, hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người cho gia đình và doanh nghiệp tiếp nhận. Như đã thông tin ở các bản tin Nhật ký Cuộc sống và các bản tin khác của kênh VTC14, chúng tôi đã đề cập rất nhiều về nguy cơ rủi ro khi mà trẻ không biết bơi hoặc là đi tắm mà lại không có sự giám sát, hỗ trợ của người lớn. Các vụ việc học sinh đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi trong những ngày vừa qua tiếp tục là những lời cảnh báo đến gia đình và xã hội. Và ngay tại ngày hôm nay, lại thêm những câu chuyện đau lòng khi mà có tới 5 học sinh tử vong vì đuối nước. Tháng 5, lãnh đạo của xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ hai nam sinh 17 tuổi và 18 tuổi đến đập Vài Cà thuộc xã Gia Lộc để tắm rồi đuối nước và tử vong. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể của hai nam sinh xấu số này và bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Trước đó, thì vào trưa ngày 29 tháng 4, người dân đã phát hiện một thanh niên bị đuối nước trên sông Kỳ Cùng thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Còn trong chiều ngày 1 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của xã Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình thì xác nhận là 3 học sinh trên địa bàn vừa đuối nước thương tâm do ra suối Moro chạy qua địa bàn của thôn Tiền Phong để mà tắm. Trong 3 học sinh có 2 người là chị em ruột. Và hiện chính quyền thì đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em học sinh này. Được biết cả 3 học sinh đều đang trong những ngày nghỉ lễ. Và được biết là những ngày vừa qua thời tiết rất là nắng nóng nên các em đã hẹn nhau ra suối và hồ tắm. Thời tiết các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, diện rộng và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Nắng nóng có thể là nguyên nhân hàng đầu gây ra các căn bệnh trầm trọng của người lớn, trong đó phải kể đến là đột quỵ và nhiều căn bệnh khác ở trẻ nhỏ. Ghi nhận tại một số bệnh viện ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khi mà số lượng bệnh nhân và đặc biệt là trẻ em nhập viện có xu hướng tăng cao hơn so với khoảng một tháng trước đây. Cháu Lê Nguyễn Anh Thu, 10 tuổi, ở thành phố Nha Trang nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn ói nhiều. Vào viện, cháu bị chẩn đoán viêm phổi. Sau mấy ngày điều trị, hiện sức khỏe của cháu dần ổn định. Lúc đầu là sốt siêu vi á, sau này bắt đầu chuyển qua viêm phổi và viêm amidan. Tại vì cái mùa nóng này á, là họ mấy giống như là mình nằm điều hòa cũng là nguyên nhân luôn á. Tại vì bị sốc nhiệt á, như là ở nhà ví dụ mình đang mở máy lạnh nóng, đang mở máy lạnh quá, mẹ nặng ngồi chờ thì nắng nó nóng nữa, mà bé nó hay đi ra đi vô nhiều nó bị sốc nhiệt. Ghi nhận trong khoảng gần một tháng nay tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh, lượng bệnh nhân nhi nhập viện điều trị gia tăng khoảng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Công suất giường đạt 140%, đặc biệt là giường điều trị bệnh hô hấp luôn trong tình trạng chật kín bệnh nhân. Bệnh viện phải kê thêm giường mới đủ phục vụ. Những tuần qua, ở Khánh Hòa nắng nóng hơn mọi năm, trẻ dễ bị viêm hô hấp như viêm họng, amidan, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, còn có trẻ bị cảm do thay đổi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Trẻ cũng dễ bị bệnh tiêu hóa do thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ hư hỏng. Bên cạnh đó, các bệnh lý viêm da mùa hè như rôm sảy, viêm da tiếp xúc với nắng, nhọt, chốc lở, viêm da cơ địa cũng tăng hơn. Thì vào mùa hè thì số lượng bệnh nhân nhi ở khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa luôn luôn tăng, vì nằm trong viện vấn đề về dự báo cũng như chuẩn bị vấn đề là vật tư, thuốc men cũng như giường bệnh để phục vụ cho bệnh nhân. Hiện tại thì mùa nắng nóng thì để đảm bảo sức khỏe của em bé thì đầu tiên là chúng ta cần phải cho trẻ uống nhiều nước, tránh uống nhiều nước lạnh. Thì khi di chuyển em bé từ trong phòng máy lạnh ra phía ngoài á. Dự báo đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, bệnh nhi nhập viện có thể tiếp tục gia tăng. Bởi vậy phụ huynh cần chú ý bổ sung vitamin, dưỡng chất, cung cấp lượng nước cho trẻ mỗi ngày. Nếu phát hiện trẻ sốt cao, nôn ói, tiêu chảy nhiều nên đưa ngay đến các cơ sở y tế, đặc biệt không tự ý mua thuốc kháng sinh về nhà tự điều trị. Vì như thế sẽ khiến tỷ lệ kháng kháng sinh tăng, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị, làm cho bệnh của trẻ diễn tiến nặng hơn, có thể dẫn đến tử vong.